thì chị em mình có nói đấy, thì đối với sáng tác chữ nôm thì có những cái văn bản như là gì, văn tế sống hay cuộc đái trường lưu đúng không, khác lời trai phường nón, văn tế thập loại trường sinh hay còn gọi là văn trường hồn, đặc biệt hơn cả là chuyện kiều đúng chưa. Rồi chuyện kiều như Quang Anh vừa kể thì những lớp dưới mình đã học những đoạn trích nào rồi? Cảnh ngày xuân. Ừ, chị em Thúy Kiều, cảnh ngày xuân, Kiều là Nguyên Bích, đúng không? Mai giáo sinh mua Kiều. Thúy Kiều báo ông đọc là, ô, tại sao không học? Kể thứ ba ấy, cái sau kể thứ ba, là em không học. À, thì đấy là do em không học, nhưng chị đồng mãi là sao? Được học, không phải không được học, mà là nó không học được. À. Dài, đúng không? Cái chị em Thúy Kiều mà sẽ đặt tên gì? Chị tưởng là các cô không dạy, hóa ra là vấn đề là do con anh. Nào, tiếp theo á, đặc biệt là đối với chuyện kiều thì chú ý giúp chị này. Chuyện kiều về nguồn gốc, đề tài và vị trí. Thứ nhất, chuyện kiều được viết theo hình thức thể loại gì? Nhìn vào trong cái bài của mình đi. Hình thức là chuyện thơ lâu, thể loại lục bát. Nhắc tới chuyện kiều thì được coi là kiệt tác, là đỉnh cao, đúng không? Chuyện kiều còn đi. Người còn. Lúc ta còn. Đúng không? Vì với chuyện kiều thì nhà thơ Nguyễn Du đã đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới. Đúng chưa? Gọi chữ nôm đấy. Nghe chưa? Có phát biết của em được đặt không? Không. Tác phẩm gồm có 3.254 câu thơ. Đúng chưa? Nội dung tác phẩm là gì? Kể về cuộc đời 15 năm chìm nổi của Thúy Kiều. Rồi, nội dung tác phẩm là kể về cuộc đời 15 năm chìm nổi của Thúy Kiều. Thế thì, có bạn nào còn nhớ về cái cốt truyện không? Chìm nổi là cái lúc nào? Bán là chìm nổi lầu xanh. Bán là lầu xanh, gì đúng không? Trường sinh, à không trường sinh, không hiện đang xương. Cốt lõi của em sinh học mà em chưa bao giờ nghe về cốt truyện. Em chỉ dạy sẽ tương. Nghe này, nghe. Thì bây giờ chị sẽ kể cho mình nghe. Yes. Chuyện kiều được mượn cốt truyện từ tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Thành Nhân. Lưu ý này, với chuyện kiều thì người ta không gọi rằng đấy là bản dịch của Kim Vân Kiều Truyện, mà đấy là một tác phẩm riêng của Việt Nam, bởi vì Nguyễn Du đã sáng tạo rất nhiều. Được chưa? Chuyện kiều của Thanh Tâm Thành Nhân thì là một tiểu thuyết, còn chuyện kiều của Nguyễn Du là một chuyện thơ nôm, đúng không? Hiểu không? Thế Kim Vân Kiều Truyện là kiệt tác không? Không, người ta không gọi là kiệt tác, bởi vì thực chất là với giới văn chương, không chỉ ở nước mình mà còn trên toàn thế giới, thì người ta ít biết tới chuyện, ít biết tới Kim Vân Kiều Truyện hơn là chuyện kiều. Nào, nghe cốt truyện này. Đầu tiên là gì? Nói về cái cuộc sống của gia đình Kiều từ đời bậc trung. Thế có biết Thúy Kiều họ gì không? Ừ. Vương Thúy Kiều, đúng không? Thúy, Quang có biết không? Không. Quên mùa. Gì Quang anh cũng không biết. Nào, nghe tiếp. Thúy Kiều, nhà Thúy Kiều mấy chị em? Hai, ba. Ba. Mấy? Ba. Hai gái một trai. Đầu lòng hay à, tối ngại Thúy Kiều là chị em, là Thúy Vân Trinh tưởng chỉ có hai thôi đúng không? Có ba. Và gia đình Kiều thì vướng một cái án oan với một thằng bán tơ. Và trong quá trình mua bán thì vướng án oan với nó. Thì bây giờ nó đút tiền cho cái ông quan xử kiện. Và ông ấy xử cho rằng là nếu như gia đình Kiều phải nộp 300 lạng vàng, 300 lạng vàng hay là bạc, chị đã quên mất rồi. Ở 300 là hình như 300 lạng bạc thôi. Nói chung là đây là một cái số tiền lớn, đúng không? Với một gia đình tình hình ở trong nhà Kiều. 10 bạc là 1 bạc. Nói chung là đây là một cái số tiền lớn đối với gia đình như nhà Kiều, đúng không ạ? Thế thì bây giờ Kiều không làm sao có được cái số tiền đó. Thế bây giờ phải làm gì đây? Bán con. Bán mình, bán con mình. Nào ở đây? Bán đứa con. Thế Kiều vừa mới tuổi cập kê mà vừa tuổi 14, 15 lấy đâu ra con mà bán? Có phải chị dậu đâu mà bán con? Vớ vẩn, Thúy Kiều bán mình chuột cha. Bán cho ai đây? Bán cho Mã Giám Sinh, đúng không? Mới đầu Mã Giám Sinh mua Kiều thì mang tiếng là lấy làm vợ. Thế nhưng sau đó thì lừa Thúy Kiều vào lầu xanh, đúng chưa? Và cái đoạn mà Kiều là Nguyễn Bích ấy,
và các bạn học thì đấy là lúc mà Thúy Kiều vào Lầu Xanh lần đầu tiên và phải tiếp khách, được chưa? Câu à. Chuyện diễn biến như thế nào? Được ai cứu ra? Xong được cái bà phú bà nào? Không, bà bà phú bà hay không cái gì bà bạc hà bạc hạnh, xong rồi lại nghe vào lần nữa hay sao? Từ từ chưa đến cái đoạn này đâu, cắt nghe cái điện thoại đi. Vâng, mở sách PDF chị. Được trang sách của em đã bảo rồi. Được rồi, đây là chị. Em định đọc luôn hả? Em đang đọc. Nào đang tìm cái bàn chị bảo. Ừ. Nào nghe tiếp này. Đến đoạn là ở Lầu Xanh lần đầu tiên thì được ai cứu ra? Ở bà thì đúng. Tốc sinh. Ấy không trai cả. Chàng con trai. Tốc sinh là con trai và cứu ra, đúng không? À, mình đã quên mất một chi tiết. Đấy là Thúy Kiều có một người yêu là ai? Là Kim Trọng. Trọng sinh ở đâu? Là Kim Trọng. Và khi bán mình chụp trai thì Thúy Kiều đã nhờ em của mình là Thúy Vân nối duyên với Kim Trọng, đúng không? Rồi, quay tiếp đến cái phần là Thúc Sinh cứu ra. Nhưng Thúc Sinh là một người làm sao? Có vợ. Có vợ. Bị Hoàng Thư đánh ghen, đúng chưa? Và Hoàng Thư đổ cho Thúy Kiều là ăn cắp chuông vàng thành bạc, cho nên đẩy Thúy Kiều vào trong chùa để chết kinh. Sau đó thì Thúy Kiều bỏ trốn. Bỏ trốn, được chưa? Tại sao? Tại sao trong chùa phải trong Lầu Xanh? Nhưng vào đấy vẫn bị hành hạ mà, đúng không? Tiếp theo là Thúy Kiều đến nương nhờ cửa Phật. Đến nương nhờ cửa Phật. Nhưng lại một lần nữa rơi vào Lầu Xanh. Bởi vì sao? Bởi vì có bạc bà. Đầu tiên là tú bà nhé, sau đó là bạc bà lừa Thúy Kiều. Và một lần nữa Thúy Kiều tiếp khách ở trong đấy. Một lần này thì được ai cứu đây? Kim Chắc. Không. Ai? Từ. Vẫn ông nào đúng không? Tứ bà cứu. Từ Hải. Từ Hải lại. Học đâu em không nhớ. Đấy, không nghe chuyện Kiều bao giờ hả? Lần này thì được Từ Hải cứu. Và rồi sao? Cưới rồi. Rồi, và cái đoạn mà Thúy Kiều báo ân báo oán ấy là Từ Hải đòi công lý cho Thúy Kiều, được chưa? Cho Thúy Kiều xử kiện những người như là Hoạt Thư, như Bạc Bà, như Sở Khanh, như Mai Giám Sinh, được chưa? Nhưng sau đó thì cái cuộc đời của Kiều nó chưa êm đềm, mà Hồ Tôn Yến là cái tên của triều đình, và lúc đấy Từ Hải được coi như một tên giặc cỏ, tức là mặc dù làm việc chính nghĩa, thế nhưng đi ngược lại với cái đường lối của triều đình, cho nên bị coi là giặc. Thì Hồ Tôn Yến đã dùng những cái lời lẽ ngon ngọt để bảo với Thúy Kiều rằng hãy khuyên Từ Hải đầu hàng triều đình đi. Thế bây giờ Từ Hải nghe lời vợ của mình là Thúy Kiều, và sau đó thì chết. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi Thúy Kiều vẫn chưa xong, vẫn chưa yên. Vẫn chưa yên được. Mà Hồ Tôn Yến đã ép Thúy Kiều lấy một tên thổ quan. Và trong cái quá trình mà đi sông để lấy cái tên đấy thì Thúy Kiều đã nhảy xuống sông tự vẫn và được sư Giác Duyên cứu giúp, lại một lần nữa nương nhờ ở cửa Phật. Và rồi đây, đến đoạn kết đây, thì đến cái phần này thì Thúy Kiều đã gặp lại người thân của mình, gặp lại Kim Trọng. Và mọi người thì ngỏ ý rằng là muốn cho Thúy Kiều và Kim Trọng nối lại tình xưa. Thế nhưng Thúy Kiều thì nói rằng là duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bệnh, cho bây giờ chỉ giữ tình bạn thôi. Bởi vì dù sao là Thúy Kiều, dù sao là Kim Trọng và Thúy Vân cũng đã ăn ở với nhau rồi, cũng đã sống với nhau rồi, đúng không? Có tình nghĩa vợ chồng rồi. Vậy thì sẽ chú ý giúp chị này. Tại sao Kim Vân lại đồng ý? Kim Vân là ai? Mối ngon. À, Thúy Vân. Mối ngon. Linh tinh. Bây giờ đi làm bài thi có viết được như thế không? Vơ vẩn. Thúy Vân đồng ý là bởi vì ở trong cái đoạn trích một tuần sau mình sẽ học, mà trích trao duyên, mình sẽ học cái đoạn đấy, xem mà vì sao Thúy Vân đồng ý. Không, nhưng ngoài đâu hình như nó cái gì 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 rất chí đọc rồi sao ông đọc nhà thiết. Giờ có thể rồi sao trao được cứu không? Cứu chứ.
Mà mình chụp trai lấy tiền là cứu trai. Trang ra ngoài thì nhớ trang cái gì. Ờ, nào, vậy chú ý giúp chị này. Phải khẳng định rằng là chuyện Kiều không phải là một bản dịch của Kim Văn Kiều Truyện. Đúng chưa? Mà đấy là gì? Một sáng tạo mới, một kiệt tác của văn học Việt Nam. Nghe chưa? Nào, vị trí của chuyện Kiều. Kiệt tác của văn học Việt Nam được đánh giá là một sáng tạo thiên tài. Nó trở thành nguồn đề tài cảm hứng lớn trong nhiều loại hình nghệ thuật. Yes. Ví dụ như đọc dưới chuyện Kiều ấy, người ta không chỉ là đọc xuôi từ trên xuống mà người ta còn đọc ngược từ dưới lên. Nghe chưa? Yes. Bởi vì là chuyện Kiều trong cái giai đoạn là thế kỷ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 nó vô cùng phổ biến. Hai cũng đọc chuyện Kiều, thậm chí là còn có những cái hình thức như là gì? Vịnh Kiều, đẩy Kiều, đố Kiều, bói Kiều. Chẳng như bói Kiều nhé, mình cầm cái quyển vở, mình sẽ mở ra xem là câu thơ nào mở ra và nó sẽ đánh số câu thơ, và câu thơ nào thì ứng với thì có thể nói về cái dự báo về cái số phận trước mắt của con người. Giống như là bây giờ các bạn xem tarot đấy, đúng không? Bói bài gì đấy, đúng chưa? Kiểu ở đâu em chăm phép nhỉ? Em phải đọc đúng mất rồi. Mất rồi, bây giờ đừng chẳng nhiều. Nào tiếp theo, đến phần giá trị tư tưởng và nghệ thuật này. Nào về giá trị tư tưởng nào, trình bày giúp chị. Mình là... Nghe. Các bạn, em đọc rõ ràng, đọc to lên cho các bạn nghe đúng. Giá trị tư tưởng qua sự tôn kính của ngày một con người đặc biệt là phụ nữ xây dựng nhân vật Ý Kiều với nhan sắc nên nước như hồng có tài đối lý nguồn là người phụ nữ chọn mẹ ấy phải chịu số phận bi kịch bản mệnh phủ định là tình trạng mất công khi lý đòi quyền sống như một con người khi đây là bức tranh hiện thực xã hội đồng tiền thương xót cho thân phận phản lại một tí Kiều lên án xã hội mình nghĩ. Rồi, trình bày nó quá dài, đúng không? Các bạn có cảm thấy trình bày nó rất là dài. Và chị đã nêu là trình bày ngắn gọn thôi, ngắn gọn tư tưởng và giá trị nghệ thuật thôi. Thế về giá trị tư tưởng, nó thể hiện được cái giá trị tư tưởng nhân đạo của tác giả Nguyễn Du, đúng không? Đầu tiên là gì? Là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, về con người là về người phụ nữ. Thể hiện qua những cái câu thơ nào đây? Ví dụ nào? Đâu đây? Đấy có các chữ. Ừ, được. Đầu lòng hay là cổ ga đúng không? Ý Kiều là chị. Em là Thúy Vân. Rồi mai cốt cách tuyết tinh thần, rồi mỗi người một vẻ, mười phân vẹn người, đúng không? Rồi đấy là nói về vẻ đẹp đi, thì đây nói về cả vẻ đẹp về nhân cách và vẻ đẹp về hình dáng, đúng không? Thứ hai, giá trị thứ hai trong chuyện Kiều là lên án thực trạng xã hội bất công phi lý, cất lên tiếng kêu đòi quyền sống cho con người. Nó thể hiện qua cái gì? Thể hiện qua cái xã hội đồng tiền, đúng không? Xã hội đồng tiền. Khi mà sao? Khi mà Tình Thúy Kiều mặc hàn tan. Sao với Thúy? Em đọc cái đoạn cái tiếng mỗi người một vẻ người. Nào, cái ý thứ hai, lên án được trạng bất công. Đó là hình ảnh của cái xã hội đồng tiền, đúng không? Khi mà Thúy Kiều phải bán mình vì mình có tiền chuộc cha, đúng chưa? Vậy thì đồng tiền làm cán cân của công lý, đúng không ạ? Ừ. Nhưng ngày xưa nó kinh khủng hơn rất nhiều, nghĩ nhất là bây giờ các bạn còn thấy là gì? Mạng xã hội đấy cũng là một cái phương thức để đòi lại cái công bằng cho con người, đúng không? Mình biết đúng chưa? Gợi ý đi chưa? Thế thì anh gạch. Hãy gạch vào trong bài của mình những cái từ như là ví dụ như là tôn vinh vẻ đẹp này, lên án thực trạng bất công này, đồng cảm đồng tình với những khát vọng chính đáng này. Nào, tính thứ ba là đồng cảm đồng tình với những khát vọng chính đáng táo bạo.
đối lập với phong cách của tư tưởng phong kiến. Đấy là hình ảnh của Thúy Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Vườn khuya một mình. Vì sao được như thế? Bởi vì Thúy Kiều đã tự do thầy Nguyễn Đình Đức với Kim Trọng. Ngày xưa thì là sao ạ? Cha mẹ ở đâu thì con ngồi đấy, đúng không? Nhưng Thúy Kiều với Kim Trọng tự đính ước với nhau. Và trong cái đêm thề nguyện đính ước thì Thúy Kiều đã tới một mình với Kim Trọng. Thì có cái câu thơ là xăm xăm băng núi vườn khuya một mình. Đó là cái khát vọng hạnh phúc của con người. Được chưa? Tiếp theo là về giá trị nghệ thuật. Phải khẳng định rằng là với chuyện Kiều sao? Thế trình bày không đúng hả? Em chế đúng không? Cái này là lần đầu tiên. Không đủ cái này là lần đầu tiên. Nào chú ý chị thấy. Chuyện Kiều là một chuyện thơ nô, đúng không? Vậy thì nó có gồm có cả yếu tố thực sự và trữ tình. Thì bên cạnh cốt truyện nó cũng phải có hệ thống nhân vật chứ. Cốt truyện là gì? Là tiếp thu sáng tạo nhiều lần độc thoại hữu tâm, miêu tả cảnh thiên nhiên đặc sắc. Ở trong tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của tác giả Thanh Tâm Thành Nhân thì hoàn toàn không có những cái đoạn miêu tả về thiên nhiên. Nhưng đối với chuyện Kiều thì có, đúng không? Nghệ thuật gì? Tà cảnh ngụ tình, vơ vẩn. Tà cảnh ngụ ngôn, cái gì mà ngụ ngôn? Nghệ thuật tà cảnh ngụ tình, được chưa? Ví dụ quay những cái câu thơ như thế nào đây? Tình. Câu thơ như thế nào? Quay biết vậy. Mẹ màng mây sớm đèn khuya. Chắc tập này cố lên cô ơi. Không, cái này không đặt trời. Cái này không đặt trời. Nửa tình nửa cảnh. Vẫn trong chị em Kiều mà. Chia tấm lòng. Đúng thì. Đây là Kiều là không biết. Chị em Kiều. Trong khi thì cái đoạn Kiều lầm mới là cái đoạn hay nhất ở trong chương trình Sức Giáo Khoa của đó của chương trình Kiều. Cái đoạn này khó thì bắt buộc phải bắt phèo không? Nói đi chị em Kiều nhé. Là có ai ấy, em sẽ trên YouTube, có ai chuyển cái bài này thành âm nhạc là em ngồi với mình. Em giật, em mới thuộc được. Lại giật tung người lên hả? Nào, tiếp theo về hệ thống nhân vật này thì tính cách của nhân vật được thay đổi phù hợp với bản sắc văn hóa và tâm hồn dân tộc. Lưu ý nhất đối với chuyện Kiều, đối với Thúy Kiều trong sáng tác của Thanh Tâm Thành Nhân thì cái số phận của Thúy Kiều là do cô ấy tự lựa chọn. Còn với chuyện Kiều của Nguyễn Du thì số phận của Thúy Kiều là bị dòng đời xô đời. Cái việc mà bán mình chuộc cha là do Thúy Kiều bắt buộc phải làm thế, không có cái lựa sự lựa chọn nào khác, hiểu không? Rồi là các loại nội tâm của nhân vật, thể thơ, hệ thống điểm tích điểm cố, có thể bổ sung giúp chị Minh đủ cho em. Thế thì ghi vào giúp chị đi. Quen ghi chưa? Chú ý giúp chị nhé. Mình đã học rất nhiều cái đoạn trích về chuyện Kiều rồi, đúng không? Thì mình phải biết được là giá trị của nó là gì, đúng không ạ? Không thể nào mà cứ học xong nhưng không biết cái gì cả. Quang Anh, biết chưa? Em nhớ. Khó lắm quá. Học là phải nhớ. Học em là một gì? Đặt ảnh một kênh. Viết đi nhanh lên. Mày chỉ dạ, mình biết rồi. Không, quen mày mà là quen chăm chú ngay giảm thì mới hiểu bài được. Không phải chị ạ, không phải. Anh chị thấy mình đứng bóng mất con anh ạ. Cái của anh cũng thế. Nào. Được chưa? Xong chưa con anh? Được chưa? Tiếp theo đến với cái đoạn luyện tập. Nào, rồi chị em mình đã nói về cái phần tư tưởng của Nguyễn Du rồi, đúng không? Cái tư tưởng nhân đạo, tư tưởng hiện thực và giá trị thực vật trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Thế bây giờ mình có một cái phần luyện tập
là chúng mình sẽ đi phân tích cái biểu hiện của tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du trong những trích dưới đây. Em xem là tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du thể hiện qua ba yếu tố. Thứ nhất là gì? Đề cao tôn vinh vẻ đẹp của con người, đúng không? Đặc biệt là người phụ nữ. Thứ hai là gì? Số phận, lên án, thế lực, thực trạng xã hội, phong kiến bất công. Thứ ba là gì? Khát vọng. Đồng cảm với khát vọng. Vậy thì xem giúp chị xem là trong cái đoạn trích này có những cái biểu hiện nào về tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du được thể hiện. Một trong ba. Không biết, bây giờ phải làm đã. Đúng không?